Mình xin chào tất cả các anh em. Hôm nay thì mình được một anh thợ có gọi điện về và đặt một đơn hàng rất chi là lớn anh em nhé. Vâng ạ, thì anh đặt cả máy chuẩn đoán lỗi Moto Setup full luôn và súng pin loại lực siết bình thường và lực siết cực mạnh. Đấy, anh đặt một lô hàng như trên màn hình của các anh em nhé. Vâng, sau đây thì mình xin đọc cái địa chỉ của anh thợ để anh em nào ở gần nhà anh thì có thể tới để trải nghiệm sử dụng máy chẩn đoán lỗi Moto Setup, có thể trải nghiệm súng pin của mình anh em nhá. Vâng ạ, anh khách hàng ở ấp Phú Thành, xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long anh em nhá. Vâng ạ, mình đọc lại địa chỉ lại một lần nữa. Anh ở ấp Phú Thành, xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long anh em nhá. Vâng ạ. Anh có đặt mình một bộ máy chẩn đoán lỗi Moto Setup phiên bản mới nhất VA.8 và anh có lấy luôn cả máy tính bảng anh em nhé, lấy luôn cả máy tính bảng ạ. Vâng ạ, và mình có khuyến mại cho anh em tài liệu bộ review ạ. Anh lấy luôn một bộ cáp kiểm tra cảm biến CKB, cáp kiểm tra đèn LED và táp lô đồng hồ. Anh lấy luôn một bộ gimbal mạch không cần hàn anh em nhé. Đó là về phần máy chẩn đoán lỗi Moto Setup là full như thế này. Tiếp theo là anh lấy của mình là một bộ súng pin lực siết bình thường anh em nhé, lực siết bình thường mà đi theo rất nhiều các cái đầu khẩu, và mình có cho anh thêm là 6 cái mũi cái ta gọi là cái 8 ly và cái 10 ly, cái mũi để anh em tháo góc 6 ly đấy anh em nhé, để sử dụng cùng súng luôn. Và anh lấy thêm một cái khẩu súng lực siết cực mạnh anh em nhé, để chuyên tháo những cái ốc bánh sau xe ga, đặc biệt là những cái loại ốc từ 27 trở xuống. Loại súng này thì lực siết cực khủng, một phát một là ra luôn, chấp những cái loại ốc bánh sau cứng đầu nhất anh em nhá, thậm chí còn khỏe hơn cả cái súng hơi của anh em ạ. Rồi anh lấy luôn cả một cái vam ép lốp anh em nhá. Vâng ạ, cái đơn hàng của anh rất chi là lớn và hơn 30 triệu anh em nhá, hơn 30 triệu. Vâng ạ, và anh đã chuyển khoản cho mình thôi anh em nhá. Vâng ạ, rất chi là yên tâm, anh đã chuyển khoản rồi. Vâng ạ, và anh em đã biết rồi, cái không dễ để anh em thợ sửa chữa xe máy trên toàn quốc lại tin tưởng để chuyển khoản cho mình đâu anh em nhá, không phải dễ đâu ạ. Trong vòng vài năm qua thì mình cũng đã cố gắng rất nhiều, uy tín chất lượng đấy, mình sống anh em nhiệt tình, đấy thì anh em mới tin tưởng để mà chuyển khoản cho mình, chứ không đơn giản tự nhiên anh em biết mình là ai mà lại chuyển khoản cho mình đâu anh em nhá. Vâng ạ, đơn hàng này là hơn 30 triệu. Thì bây giờ mình sẽ buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu đóng hàng để gửi đi vào trong đấy cho anh, thì đóng rất chi là phải cẩn thận, vì là ở đây thì có máy Moto Setup và màn hình máy tính bảng, các cái đồ điện tử ở đây thì mình phải đóng với những cái đồ cơ khí, đồ sắt nặng như thế này thì mình phải nghiên cứu để mình đóng phải rất cẩn thận để cách ly rửa các cái súng và mép lốp là những cái vật cơ khí nặng, và đến cái máy tính bảng và Moto Setup thì mình phải có một cái lớp để ngăn với nhau rất chi là cẩn thận. Nên là anh em cũng yên tâm, những cái lô hàng lớn như thế này thì mình cũng đóng rất nhiều rồi, anh em yên tâm, ở cái màn hình máy tính bảng là không bao giờ làm sao cả, mình bọc rất chi là cẩn thận. Đơn hàng của mình thì mình sẽ rất băng bó, rất nhiều băng dính để chống nước, đồng thời là có băng dính để cảnh báo chống va đập và hàng dễ vỡ xin nhẹ tay anh em nhé. Vâng ạ, thì đơn hàng bây giờ thì mình sẽ dừng clip lại để mình còn kích hoạt, mình chưa kích hoạt anh em nhé. Mình sẽ kích hoạt máy tính bảng và Moto Setup về gửi đi cho anh, và vào đến trong đấy rồi thì anh chỉ cần kết nối cái máy tính bảng với mạng wifi nhà mình là sẽ tiến hành sử dụng thôi, không cần phải làm gì, tất cả thì mình đã kích hoạt hết rồi anh em nhá. Và một đơn hàng như thế này là hơn 30 triệu đấy anh em nhá. Rất nhiều anh em thì có mua Moto Setup và không lấy màn hình thì giá của nó gần 20 triệu thôi anh em nhá, 18 triệu 9 gì đấy anh em nhá. Đấy, còn những anh em mà có điều kiện hơn thì anh em lấy cả máy tính bảng luôn thì giá nó sẽ lên tới 20 mấy triệu, 25 triệu mấy trăm đấy anh em nhá. Còn anh em lấy cả những cái đồ như thế này nữa thì nó lên đơn hàng này là hơn 30 triệu. Thì bây giờ mình sẽ dừng video lại để mình kích hoạt máy và mình kiểm tra máy sử dụng trước từ 15 đến 40 phút đồng hồ thì mình sẽ tiến hành gửi đi cho anh em. Vâng ạ, và anh khách hàng này, anh thợ này thì có nhu cầu là nạp cái file mở tua anh em nhá. Vâng ạ, anh bảo là cứ nạp cái file mở tua vào cho anh. Thế thì nhà mình có đầy đủ các cái dòng file mở tua. Đấy, đầy đủ luôn. Nếu anh em thích thì mình sẽ nạp cái file mở tua vào đây để cho anh em sử dụng. Còn những một số anh em lại không thích file mở tua, không thích làm những cái việc phi kỹ thuật, không thích làm những cái chức năng độ chế, anh em không cần cái file mở tua đấy thì mình cũng không có nạp cái file mở tua vào cho anh em. Nhưng anh khách hàng này yêu cầu là nạp file mở tua anh em nhá.
Vâng ạ. Vâng ạ, và video hôm nay thì mình cũng xin kết thúc cái video này ở đây để mình lo đóng đóng cái số hàng này. Nó rất khó đóng đây anh em nhá, nhưng mà mình đóng rất cẩn thận và rất yên tâm, không lo về ảnh hưởng đến máy tính bảng và mô tô xiển táp anh em nhá. Và cái thời gian đóng cũng khá lâu nên là mình cũng thông tin cho anh em sơ sơ như vậy. Đấy, để anh em tin tưởng, những anh em nào đang có nhu cầu sắm máy chuẩn đoán lỗi mô tô xiển táp thì anh em có thể là gọi cho mình để mình tư vấn và cung cấp máy cho anh em nhá. Quyền lợi của anh em khi mua máy thì mình sẽ được mình hỗ trợ kỹ thuật trong suốt khoảng thời gian anh em làm nghề. Anh em không hiểu cái gì thì cứ gọi cho mình để mình hướng dẫn từ xa. Làm việc 24/24, anh em gọi cho mình 24/24. Anh em có thể là được vào mình mời vào nhóm Zalo của mình, nhóm kín. Ở trong đấy có rất nhiều anh em đang sử dụng máy của mình. Anh em có thể là giao lưu làm quen với nhau và anh em có thể là trao đổi các văn bệnh với nhau anh em nhá. Ở nhóm Facebook kín thì ở trong đấy có chứa video hướng dẫn anh em phân tích dữ liệu động cơ anh em nhá. Vì cái dữ liệu động cơ anh em đọc tài liệu không hiểu được nên mình không phát tài liệu, mà mình chỉ có quay clip để anh em xem. Vì phân tích dữ liệu động cơ nó có rất nhiều các tín hiệu liên quan với nhau, rô rích với nhau. Đọc tài liệu chắc chắn một điều là anh em không thể hiểu được, nên anh em phải bắt buộc là phải xem clip, xem video thì anh em mới hiểu được về cái phân tích dữ liệu động cơ anh em nhá. Vâng ạ. Đấy, anh em tin tưởng mình thì gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp cho anh em nhá. Mình là nhà phân phối mô tô xiển táp Hoàng Ngọc Xuân anh em ạ. Vâng, mình xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.